Ông bà John là đôi vợ chồng nông dân lớn tuổi, hiền lành, tốt bụng. Ông bà sống trong một ngôi làng rất đẹp và nhiều trẻ con. Nhưng ông bà ao ước mãi vẫn chưa sinh được em bé nào. Kéo đi. Chiều rồi, mình về nấu cơm thôi bà ơi. Dạ, nhưng ông nhìn kìa, những đứa trẻ dễ thương làm sao. Ước gì chúng ta cũng có một đứa. Sao chỉ có một đứa? Chúng ta sẽ sinh một hoàng quân đầy hoàng tử và công chúa chứ. Dạ ơi, cho con xin lại con diều. Dạ con cảm ơn ông. Ủa, sao ông bà không để em bé để chơi với tụi con? Đó ông coi, một đứa bé cũng thắc mắc tại sao nhà mình không có trẻ con kìa. Bà yên tâm, rồi cũng có thôi mà. Bà ơi, tôi buồn ngủ quá. Tôi đi ngủ trước đây. Bà cũng đi ngủ đi, cứ ngồi đan áo con nít hoài. Tôi đan cho vui á mà, biết đâu mình sẽ có con. Chứ ông coi, nhà mình á thì tẻ ngắt, nhà hàng xóm vui biết mấy. Bà John ơi, chim đói bụng, xin bà vài hạt thóc. Bà John ơi. Sẽ đáng yêu biết nói lại tới rồi à. Ta có thóc đây, sẽ ăn nhiều vào nha. Bay vào đây cho nó ấm. Bà ơi, sao đêm nào cháu cũng thấy bà ngồi đan? Bà đan gì mà nhỏ xíu thế ạ? Bà đan áo cho các con của bà. Ai cũng nói bà già rồi, không sinh con được nữa. Nhưng bà vẫn hy vọng bà sẽ sinh ít nhất một đứa con. Chíp. Bà sẽ có con thôi ạ. Cháu no rồi, cảm ơn bà. Bà cho cháu thêm vài hạt, cháu mang về cho mấy đứa con của cháu nha bà. Hôm nay cánh đồng ít thóc rơi lắm. Ừ, bà sẵn lòng. Bà ước cũng được làm mẹ của những đứa con xinh xắn như con. Mẹ có thức ăn rồi, các con của mẹ xin bà John nhiều thóc lắm đây. Các con ăn rồi ngủ ngoan nhé. Bà Tiên ơi, con là Sẻ đây, mở cửa cho con với. Ồ, Sẻ đó à? Trời tối vậy, con tìm ta có việc gấp hay sao? Vào đây kẻo lạnh. Dạ, có người mong nhận được phép màu. Ai vừa gọi ta bằng mẹ? Đừng trêu chọc vào nỗi buồn của ta nữa. Ôi, một bà tiên đầy quyền năng. Tôi vừa gặp một chú bé con gọi tôi bằng mẹ. Bà Tiên ơi, tôi ước gì mình có một đứa con. Dù trai hay gái, dù lớn hay nhỏ, tôi cũng sẽ rất yêu thương con mình. Ta đến để giúp ngươi đây. Nhưng vì ngươi lớn tuổi rồi, nên ta sẽ nghĩ cách giúp ngươi sinh con mà không phải chịu đau đớn. Xin cảm ơn bà Tiên. Thiên thần nhỏ nghịch ngợm, ngươi đi theo ta từ lúc nào? Ngươi lại đây. Ngươi có thích xuống trần gian làm người không? Làm con của vợ chồng ông bà John. Họ nhiều năm trông ngóng có con, họ sẽ rất yêu thương ngươi. Cháu thích lắm ạ. Bà Tiên cho cháu xuống đây nha. Cháu thương người đàn bà hiền lành này. Cháu sẽ làm cho bà ấy không khóc nữa. Ngoan lắm. Giờ ngươi chui vào bụng bà Trân và bớt nghịch nhé. Đừng làm bà ấy đau. Bà Trân chờ tin vui nhé. Đừng khóc nữa. Ta đi đây. Em bé sắp ra đời rồi đó. Cháu chúc ông bà vui vẻ. Bà Tiên đâu rồi? Chim sẻ đâu? Ta nằm mơ rồi. Ông ơi! Ông ơi! Ông ơi! Tôi vừa thấy bà Tiên và một chú bé. Bà Tiên nói chú bé chui vào bụng tôi. Tôi chưa kịp mừng thì đã tỉnh dậy rồi. Bà đừng buồn nữa. Có một giấc mơ đẹp thì cũng tốt mà. Một thời gian sau, bà Răng biết mình có thai, nhưng kỳ lạ thay bụng bà không to lắm. Hai ông bà vẫn náo nức đón chờ đứa bé ra đời. Đến ngày đến tháng rồi, nhưng sao tôi không thấy đau như những người phụ nữ sắp sinh miêu tả. Chắc bé nhà mình ngoan. Bà chịu khó một chút. Tôi chuẩn bị sữa. Em bé vừa ra là có sữa uống liền. Em bé chào đời rồi bà ơi. Cho tôi nhìn con nào.